Thưa quý vị, vào tối ngày 31 tháng 8 tại huyện Thanh Thủy sẽ diễn ra lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và khai mạc tuần du lịch mùa thu 2023 với chủ đề Du lịch Thanh Thủy, tinh hoa nghỉ dưỡng vùng đất tổ. Để phục vụ lượng lớn du khách về tham quan nghỉ dưỡng, huyện Thanh Thủy đã tăng cường công tác quản lý đối với các nhà hàng và cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn tiện lợi. Với mong muốn tăng lượng khách lưu trú qua đêm trong dịp tuần du lịch mùa thu năm 2023, huyện Thanh Thủy đã yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú chỉnh trang cơ sở vật chất, khuôn viên, cảnh quan, cải tạo các khu vui chơi, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên với mục tiêu vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách sạn nhà tôi thì đã full lên 90% rồi. Thế còn về bên nhà hàng thì chúng tôi đã chuẩn bị kể cả nhân viên phục vụ và những nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng nhất để phục vụ cho khách du lịch về với du lịch Thanh Thủy. Với 45 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, huyện Thanh Thủy đảm bảo đáp ứng nhu cầu lưu trú cho du khách với gần 4.000 phòng, trong đó có trên 3.300 phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Huyện tăng cường công tác chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã thị trấn tuyên truyền các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán thực phẩm nghiêm túc, chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không tăng giá trong dịp tuần lễ du lịch. Mình cùng với gia đình thì đến Thanh Thủy cũng rất nhiều lần rồi, trong khoảng 8 năm vừa qua rồi, cũng cứ mỗi dịp hè thì mình cùng với gia đình đều đến đây, cùng gia đình đến đây tắm khoáng cũng như là ăn uống nghỉ dưỡng ở đây. Chất lượng dịch vụ của Thanh Thủy từng ngày từng bước được nâng cao lên, tất cả các dịch vụ đều rất là chu đáo. Với sự chủ động, tích cực, huyện Thanh Thủy đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của địa phương, sẵn sàng phục vụ du khách về tham dự tuần lễ du lịch mùa thu năm 2023. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện miền núi Thanh Sơn, nhiều chính sách về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai hiệu quả. Nhiều cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc sưu tầm và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mường ra cộng đồng. Bà Đinh Thị Tâm ở thôn Quyết Tiến, xã Cự Đồng là một tấm gương như thế. Đam mê và tâm huyết với văn hóa dân tộc Mường, bà Đinh Thị Tâm đã dành nhiều thời gian công sức để tìm kiếm, sưu tầm các hiện vật gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa lao động sản xuất của đồng bào Mường. Bà cũng đầu tư và xây dựng một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên của gia đình làm nơi sinh hoạt của câu lạc bộ văn hóa Mường của khu và dành không gian để lưu giữ, trưng bày các hiện vật. Bà xuất phát từ cái tình yêu, cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mường mình. Và tôi càng có tuổi cao, tôi càng nghĩ đến, tức là càng suy nghĩ đến để mà làm sao để bảo tồn được những cái cổ vật của bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đến đây để tập duyệt, ôn lại những cái bài hát du hát Mường và những cái điệu múa làn nhảy, làm sao để cho các con, các cháu là thế hệ sau tiếp tục cùng tham gia với chúng tôi. Và đặc biệt là chú bà Tâm và nhiệt huyết như vậy là trong đội văn nghệ, là kể cả các bà là người Kinh giờ cũng hát được tiếng Mường, nói được tiếng Mường. Sau gần 20 năm tìm kiếm và sưu tầm, đến nay không gian trưng bày tại gia đình bà Tâm đã có gần 200 hiện vật văn hóa của người Mường. Đây là những vật dụng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của người Mường. Bên cạnh đó, việc sưu tầm, học hỏi và truyền dạy những làn điệu dân ca truyền thống của người Mường cho bà con và các thế hệ trẻ trong thôn bản cũng được bà Tâm đặc biệt quan tâm. Mong muốn của tôi đối với lớp trẻ sau này, khi nhìn thấy những hiện vật trong cái ngôi nhà mà mình sưu tầm này, thì một phần nào hiểu được đời sống của ông cha, bố mẹ, ông bà của chúng ta bao thế hệ từ ngày xưa tới nay mà có. Cho nên để cùng nhau gìn giữ, để bảo tồn những cái hiện vật này. Bà Tâm là một trong những hạt nhân tiêu biểu trong cái phong trào phát huy gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường, để mà truyền giảng, truyền dạy lại cho câu lạc bộ cũng như là các thế hệ về sau. Đây là một gương điển hình tiên tiến và chúng tôi động viên và cũng rất là khích lệ bà để mà làm tốt hơn trong cái thời gian tới. Bước qua tuổi 70 nhưng bà Đinh Thị Tâm vẫn miệt mài sưu tầm, biên soạn và lưu giữ những hiện vật văn hóa độc đáo của dân tộc Mường, với mong muốn gìn giữ, truyền lại cho thế hệ mai sau tình yêu với giá trị văn hóa truyền thống.